19 địa điểm check-in mới tại Sapa không thể bỏ qua. Từ lâu thì các địa điểm du lịch Sapa đã trở nên hấp dẫn du khách, trải đều từ cảnh sắc thiên nhiên, địa danh lịch sử, văn hóa, phong tục của các dân tộc địa phương. Tuy nhiên, để các bạn cập nhật thêm về những địa điểm check-in mới tại Sapa thì trong video này, Blog Travel Việt sẽ tổng hợp lại danh sách 19 địa điểm du lịch Sapa nổi bật nhất mà bạn không thể bỏ lỡ trong chuyến hành trình đến với xứ sở sương mù. Đầu tiên là các địa điểm du lịch Sapa mang vẻ đẹp hoang sơ của thiên nhiên. Sapa được thiên nhiên ưu ái ban tặng vẻ đẹp hoang sơ thuần khiết. Các địa điểm du lịch Sapa hội tụ chủ yếu là cảnh sắc thiên nhiên núi rừng, sông suối. Và dưới đây là top những địa điểm du lịch Sapa về thiên nhiên nổi bật mà các bạn có thể ghé thăm. Đầu tiên là leo lên đỉnh Phan Xipang bằng cáp treo, địa điểm săn mây độc nhất khi tới Sapa. Vị trí thuộc dãy Hoàng Liên Sơn, cách thị trấn Sapa khoảng 9 km về phía tây nam. Đỉnh Phan Xipang được mệnh danh là nóc nhà Đông Dương với độ cao là 3.143 m, là một trong những địa điểm du lịch Sapa nổi tiếng mà tất cả các du khách đều ghé qua. Đứng trên đỉnh Phan Xipang thì các bạn như lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh giữa biển mây trắng xóa. Không những thế, trong suốt quãng đường chinh phục Phan Xipang bằng cáp treo, bạn cũng sẽ được ngắm nhìn toàn cảnh thung lũng mường hoa trải dài tít tắp. Vào mùa lúa chín thì mường hoa như một biển vàng nằm gọn giữa màn xanh của núi rừng, hòa chung thành một bức tranh thu gọn trong tầm mắt. Và những thứ bạn cần chuẩn bị đó là mang theo áo khoác, găng tay hoặc áo mưa để đề phòng những hôm trời không đẹp có mưa. Và bạn nên bôi kem chống nắng trước khi lên Phan Xipang nhé. Vì ở trên này thì cường độ ánh sáng chiếu xuống rất mạnh cho nên các bạn dễ bị cháy da cho mà xem. 2. Là trải nghiệm đổ đèo Âu Quy Hồ, một trong tứ đại đỉnh đèo của Việt Nam. Vị trí nằm trên tuyến quốc lộ 4D cắt ngang dãy Hoàng Liên Sơn. Đèo Âu Quy Hồ thuộc tứ đại đỉnh đèo của Việt Nam là địa điểm du lịch Sapa ấn tượng nhất. Tổ chức kỷ lục Việt Nam đã xác nhận Âu Quy Hồ là con đèo dài nhất Việt Nam rồi đó bạn ạ. Có một gợi ý cho các bạn muốn chụp những bức ảnh đẹp trên con đèo Âu Quy Hồ nổi tiếng này, đó chính là thời điểm hoàng hôn. Khi hoàng hôn buông xuống thì toàn bộ con đèo Âu Quy Hồ bị nhuộm vàng, sống ảo thì mệt nghỉ luôn nhé. Tuy nhiên vì thời tiết trên này thay đổi nhanh chóng lắm cho nên các bạn chỉ tầm được khoảng 10-20 phút để ngắm hoàng hôn thôi. Sau đó mây đen sẽ bao phủ và trời tối dần đi. 3. Là check-in cổng trời để ngắm trọn toàn bộ thị trấn Sapa. Lên cổng trời mới biết được hết cảnh đẹp của Sapa, đó là câu nói mà mọi người truyền tay nhau mỗi khi nhắc đến địa điểm check-in Sapa hot nhất này. Tại địa điểm check-in Sapa này thì các bạn có nhiều những công trình được mọc lên. Đứng ở trên cổng trời thì các bạn có thể ngắm nhìn toàn cảnh thung lũng rộng lớn ở phía dưới, là những thửa ruộng bậc thang xen lẫn những con đường dài quanh co uốn lượn như một dải lụa vậy. Còn gì phê hơn khi đứng ở đây mà sống ảo thì cứ phải gọi là đẹp lung linh ý nhỉ. Vị trí nằm ở cổng trời Âu Quy Hồ và giá vé là 80.000 đồng một người. Bạn nên đi xe số, đội mũ bảo hiểm, chạy chậm và chú ý quan sát mỗi khi qua các đoàn cua nhé. 4. Là check-in đồi chè Ô Long. Đây là điểm đến mới đối với du khách du lịch Sapa. Địa chỉ nằm ở tổ 13, xã Ô Quy Hồ, Lào Cai. Đây là địa điểm check-in Sapa mới và chưa phổ biến. Đồi chè Ô Long thuộc quyền sở hữu cá nhân của ông chủ người Đài Loan, giao lại cho một gia đình người Hơ Mông chăm sóc. Khi tới đồi chè Ô Long thì bạn có thể check-in những bộ ảnh tuyệt đẹp và hòa mình vào thiên nhiên xanh ngát cùng với bạn bè và gia đình. Ngoài ra thì đây còn là điểm đến lý tưởng cho bất kỳ ai ưa thích nhiếp ảnh. Và khung giờ đẹp nhất để giúp cho bạn có những tấm ảnh check-in cực kỳ hấp dẫn tại địa điểm du lịch Sapa này đó là từ 7 đến 8 giờ sáng hoặc là từ 4 đến 5 giờ chiều. Khi ấy nắng vừa lên, đồi chè rực rỡ bởi màu đỏ của hoa mận hài hòa cùng với gió nhẹ như là đang nhảy múa trên nền đồi chè xanh tươi ngút ngàn. 5. Check-in toàn cảnh thị trấn Sapa từ núi Hàm Rồng. Vị trí núi chỉ cách trung tâm thị trấn Sapa tầm khoảng 3 km và vé vào cửa tham quan của địa điểm du lịch Sapa này là 70.000 đồng một vé người lớn, 20.000 đồng một vé trẻ em dưới 1m2. Khu du lịch Hàm Rồng cho du khách du lịch Sapa có cơ hội khám phá những khung cảnh tuyệt đẹp như là vườn lan, cổng trời, sân mây, vườn đào, v.v. với nhiều góc sống ảo cực kỳ đẹp. Nếu như mà đến đúng mùa hoa nở, bạn sẽ được ngắm nhìn khung cảnh vô cùng thơ mộng và tuyệt đẹp cho xem. 6. Là thác Bạc, dải lụa giữa núi rừng Sapa. Vị trí nằm ở quốc lộ 4D, sang xã Hồ, Sapa, Lào Cai. Giá vé tham quan là 20.000 đồng một người. Chỉ cách thị trấn Sapa tầm khoảng 30 phút chạy xe là các bạn đã có mặt ở chân thác Bạc rồi. Khi đến với địa điểm check-in hot nhất Sapa này thì các bạn chỉ cần 10 phút leo bộ theo các bậc đá dốc để tới được đoạn cây cầu vòng thép. Đứng ở đoạn cây cầu này thì các bạn có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh thác nước cao 200m đổ từ trên đỉnh núi xuống. 7. Là thác Tình Yêu, địa điểm du lịch Sapa nổi tiếng dành cho các cặp đôi. Vị trí nằm trên địa bàn sang xã Hồ, cách trung tâm thị trấn Sapa khoảng 4 km và giá vé tham quan là 35.000 đồng một người. Thác Tình Yêu thường được các cặp đôi đến check-in hy vọng với một tình yêu lâu dài. Điểm thu hút du khách du lịch Sapa là chặng đường tìm đến thác Tình Yêu. Du khách sẽ phải đi xuyên qua rừng trúc xanh mướt,
Vào khoảng tháng 3 thì mùa hoa đỗ quyên nở đỏ rực ở hai bên đường, tạo nên cảnh quan thu hút khách chụp ảnh. 8 là thung lũng Mường Hoa, bãi đá cổ, vị trí thuộc xã Hồ Thào. Thung lũng Mường Hoa là địa điểm du lịch Sapa đẹp rực rỡ vào mùa lúa chín mà du khách không thể bỏ lỡ. Du khách du lịch Sapa sẽ được chiêm ngưỡng nhiều khung cảnh tuyệt đẹp của những thửa ruộng bậc thang trải dài, suối Mường Hoa và bãi đá cổ. Đây là một trong những địa điểm check-in hot nhất hiện nay. Lưu ý là ở địa điểm du lịch Sapa này có nhiều trẻ em và người dân tộc đến chèo kéo bán hàng và xin tiền, cho nên lời khuyên của mình là không cho nhé. Vì nếu lỡ bạn cho một người thì hàng chục người khác sẽ kéo đến quay bên bạn cho mà xem. 9 là khám phá cây cầu mây Sapa nổi tiếng, vị trí nằm ở bản Tà Văn, giá vé miễn phí nhé. Ngoài nhà thờ đá cổ Sapa thì cầu mây cũng được coi là một trong những biểu tượng check-in mỗi khi nhắc đến du lịch Sapa. Cầu mây được làm bằng dây mây bắc qua con suối Mường Hoa, trải qua rất nhiều năm nó không còn giữ được sự chắc chắn cho mọi người di chuyển. Vì vậy người dân bản địa làm thêm một cây cầu mới bằng gỗ ngay cạnh đó để đi lại được an toàn. Còn cầu mây cũ thì được giữ lại cho nhiều du khách đến tham quan chụp ảnh. 10 là thung lũng Hoa Hồng, vị trí nằm ở xóm 1 đường Mường Hoa thị trấn Sapa. Nếu như Đà Lạt có thung lũng tình yêu thì Sapa có thung lũng hoa hồng lãng mạn và tuyệt đẹp. Khi đến đến địa điểm du lịch Sapa này thì du khách sẽ được ngắm nhìn nhiều giống hoa hồng đào mận ở xứ Hoa Kỳ, Đài Loan, Pháp nằm xen kẽ xung quanh 11 nhà sàn gỗ bơ mu tuyệt đẹp. Từ thung lũng hoa hồng Sapa bạn có thể nhìn được thửa ruộng bậc thang bao quanh thung lũng. Và đây cũng chính là một background hoàn hảo để có những xuất hình cực đẹp ở Sapa cho mà xem. 11 là khám phá hồ nhân tạo cao nhất Việt Nam, Xéo Mí Tỉ. Vị trí nằm ở xã Tả Văn, thị trấn Sapa. Xéo Mí Tỉ là một nơi còn hoang sơ và mới mẻ, rất thích hợp cho những bạn trẻ ưa khám phá. Và những bức ảnh tại các địa điểm check-in hot nhất Sapa này lại là điều mà được rất nhiều bạn trẻ săn đón và mong đợi. Lời khuyên là nếu bạn muốn đến với địa điểm check-in hot nhất Sapa này thì các bạn nên đi xe số, xe côn thì càng tốt, tay lái cứng thì mới đi được nha. Và tiếp sau đây sẽ là nhóm các địa điểm check-in Sapa mang dấu ấn lịch sử. Bên cạnh những địa danh được thiên nhiên trù phú thì Sapa có một nền văn hóa lịch sử lâu đời. Các di tích lịch sử mà minh chứng cho dấu tích của kiến trúc Pháp còn sót lại, các bạn cùng ghé tham quan check-in nhé. 12. Địa danh biểu tượng của du lịch Sapa, nhà thờ đá Sapa, vị trí nằm ở quảng trường trung tâm. Bạn nên giữ yên lặng khi đi vào tham quan và chụp hình tại nhà thờ đá Sapa nhé. Không chỉ là nơi dành cho các hoạt động tâm linh của người Công giáo, mà vào cuối tuần thì tại địa điểm du lịch Sapa này còn diễn ra các hoạt động văn hóa độc đáo mà người ta hay còn gọi với cái tên quen thuộc là chợ tình. Ngoài ra thì nhà thờ đá cổ Sapa còn là một địa điểm check-in siêu hot tại Sapa mà bất cứ ai ghé thăm thị trấn trong sương đều phải mang về cho mình một vài tấm ảnh. 13 là tu viện cổ Tả Phìn, dấu tích hoang tàn đã trở thành địa điểm du lịch Sapa hấp dẫn giới trẻ. Vị trí thuộc bản Tà Phìn, thị trấn Sapa. Tu viện được xây dựng từ năm 1942 nhằm làm nơi tu hành cho 12 nữ tu. Và đến năm 1945 thì đoàn nữ tu này rời về Hà Nội, tu viện bị bỏ hoang. Tu viện giờ đây hầu như tan hoang hết, chỉ còn lại những bức tường rêu phong cổ kính. Và nhờ những đường nét cổ kính và không gian trầm mặc ở đây mà dù bị hoang phế, tu viện Tà Phìn vẫn thu hút đông đảo du khách du lịch Sapa dừng chân tham quan chụp ảnh tại địa điểm check-in hot nhất này. Và tiếp sau đây sẽ mời các bạn cùng khám phá các bản làng Sapa cùng người dân tộc địa phương. Các bản làng Sapa cũng sẽ là những địa điểm check-in cho ra những bức hình siêu hot, vì thế các bạn đừng bỏ lỡ nha. 15 là bản Cát Cát, bản du lịch cộng đồng số 1 ở Sapa. Vốn được biết đến với nhiều nét văn hóa độc đáo cùng vẻ đẹp thanh bình tĩnh lặng, bản Cát Cát, ngôi làng đẹp nhất Tây Bắc ẩn mình e ấp và mang cả một màu xanh của đồng ruộng của núi đồng bao trùm lên khắp bản làng. Xen lẫn vào đó là những ngôi làng nhỏ bé của người dân sinh sống tại đây. Tất cả như hòa quyện vào nhau tạo nên một bức tranh thiên nhiên sống động tràn đầy màu sắc nhưng cũng không kém phần thơ mộng. Đây thực sự là một trong những cái tên đứng đầu trong danh sách địa điểm check-in hot nhất Sapa. Và giá vé tham quan bản Cát Cát là 70.000 đồng một người lớn, 50.000 đồng một trẻ em. 16. Bản Tả Văn, bản làng của vẻ đẹp hoang sơ. Ngôi làng Tả Văn cách thị trấn Sapa tầm 10 km, các bạn có thể lựa chọn đi taxi hoặc trekking. Con đường đi vào bản Tả Văn nhỏ hẹp, hai bên là một màu xanh ngắt của ruộng bậc thang và lúa ngô. Ngoài ra đến các bạn còn có thể đi trên đoạn đường vào bản Tả Văn sẽ đi qua một cây cầu bắc qua con suối Mường Hoa. Nếu có nhiều thời gian hãy đến với địa điểm check-in mới này nhé. Đảm bảo các bạn sẽ cho ra những bức ảnh cực đẹp theo phong cách rất mộc mạc và rất Sapa. Giá vé tham quan là 70.000 đồng một người. Thời gian thì các bạn có thể tham quan nửa ngày hoặc trọn ngày. 17 là bản Tả Phìn. Đường lên bản Tả Phìn quanh co uốn lượn, hai bên là những thửa ruộng bậc thang nối đuôi nhau trải dài. Bản Tả Phìn là nơi sinh sống của hai dân tộc Dao và Hơ Mông. Bản Tả Phìn với nhiều làng nghề truyền thống vẫn còn hoạt động như là dệt,
khảm bạc, nghề rèn đúc v.v. Sau chuyến tham quan check-in bản tàu phim thì các bạn có thể mua cho mình một vài món đồ lưu niệm làm quà cho bạn bè. Và đặc biệt có rất nhiều bộ hình đẹp từ địa điểm check-in siêu hot ở Sapa này đó nha. 18. Đó là bản Lao Chải. Đây là ngôi làng nấm của người Hà Nhì. Lao Chải được dân phường gọi là ngôi làng của những ngôi nhà nấm, bởi đó là những ngôi nhà trình tường của người Hà Nhì mộc mạc với đường đất và mái xanh rêu đẹp như câu chuyện cổ tích, là một địa điểm check-in mới đang hot tại Sapa. Và sau đây sẽ là các phiên chợ nổi tiếng mà các bạn có thể check-in khi đi du lịch Sapa. Đến Sapa thì du khách chưa khám phá các khu chợ Sapa thì thật là thiếu sót, bởi các khu chợ là sự tụ hợp của đa dạng màu sắc dân tộc sinh sống ở Sapa. Hãy cùng Lộc Travel Việt ghé thăm các khu chợ nhé. Đầu tiên đó là chợ phiên Sapa với những gam màu rực rỡ. Đến Sapa thì du khách nên dành thêm chút thời gian để ghé thăm các phiên chợ. Chợ phiên thường được họp vào các ngày trong tuần nhưng đông nhất là vào cuối tuần. Chợ phiên Sapa là nơi hội tụ rất nhiều dân tộc thiểu số sinh sống cách xa nhau ở vùng cao, có bản sắc văn hóa phong tục riêng. Vì vậy nếu check-in Sapa thì chợ phiên cũng sẽ là nơi hoàn hảo cho bộ ảnh sắp tới của các bạn đó. Và cuối cùng là mời các bạn cùng tham quan chợ tình Sapa. Đây là câu chuyện kể của đồi lứa. Vị trí là chợ diễn ra ở sân rộng nơi nhà thờ đá Sapa. Chợ tình Sapa là một nét văn hóa đặc trưng của đồng bào các dân tộc sinh sống ở Sapa, Lào Cai. Và cứ vào thứ bảy mỗi tuần, phiên chợ tình Sapa lại diễn ra, là nơi mà các đôi trai gái hẹn hò, trao gửi tình cảm yêu thương và biểu diễn những vũ điệu cực kỳ điêu luyện. Và trên đây thì Blog Travel Việt đã tổng kết cho các bạn về tất cả 19 địa điểm check-in Sapa nổi tiếng. Việc của bạn là xách ba lô lên và đi hết Sapa để tận hưởng thiên nhiên tuyệt vời và những nét văn hóa đặc sắc miền sơn cước. Sapa sẽ khiến cho bạn đi một lần và nhớ mãi đó cho xem. Và xin cảm ơn các bạn đã xem video. Đừng quên đăng ký, like, share, nhấn chuông để nhận thêm nhiều video chia sẻ kinh nghiệm du lịch hữu ích khác của Blog Travel Việt nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.